Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Các bạn mến, hiện tại thì mình đang có mặt tại ngày đầu tiên của Headfire Show 2019 năm nay. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đi phỏng vấn các chuyên gia công nghệ để xem họ cảm nhận về Headfire Show 2019 năm nay như thế nào, cũng như là các gian hàng trải nghiệm tại đây nhé. Anh có cảm nhận như nào về Headfire Show 2019 năm nay ạ? Headfire Show 2019 tuy là lần tổ chức đầu tiên nhưng mà mình thấy rất là thành công. Cảm giác mình đi dự đó là các cái gian hàng, khâu tổ chức, thiết kế rất là đẹp. Và điều đặc biệt là trải nghiệm, mới đầu mình cũng lo lắng là trải nghiệm giữa headphone với lại loa portable nó sẽ đụng chạm lẫn nhau. Nhưng mà ban tổ chức rất là khéo léo, chia làm hai khu vực. Một bên trải nghiệm tai nghe riêng và một bên cho cái loa. Hai khu vực rất là riêng biệt mà cũng gần nhau thôi, không có phải đi xa. Và cái bố cục của các gian hàng rất là hợp lý. Nó có chỗ để cho người tham quan có thể trải nghiệm sản phẩm, và nhất là cái giao lưu giữa các nhãn hàng, những người đại diện các thương hiệu á, với lại người tham dự rất là tốt. Mới vô thì anh thấy được là cái rất là hoành tráng, tức là tiên là có hầu hết là đầy đủ tất cả các thương hiệu mà gọi là về audio tập trung ở đây. Ngoài thì anh thấy là nếu mà cái việc mà để trải nghiệm cái audio mà với cái thời buổi hiện nay nó rất là đang bùng nổ, thì anh nghĩ là đây là một trong những cái buổi triển lãm rất là hữu ích. Đây là một cái triển lãm mà mình rất là thích, dành cho những bạn nào mà yêu tai nghe hoặc là yêu những thiết bị nghe nhìn, thì đây là một trong những triển lãm mà chúng ta nên đi. Và ở đây thì có rất là nhiều những gian hàng khuyến mãi, thì chúng ta có thể đến đây và lựa những sản phẩm mình yêu thích với mức giá rất là rẻ. Năm nay thì mình thấy là rất là nhiều thương hiệu tham dự, và nói chung là có nhiều cái sản phẩm mà với cái giá mức giá hợp lý mà nó sẽ có dễ dàng tiếp cận với người tiêu dùng hơn. Mình thấy không khí năm nay rất là sôi động và mọi người rất hào hứng với tất cả những cái không gian ở đây. Vậy thì trong tất cả những cái gian hàng mà mình đã tham quan thì anh ấn tượng nhất là với gian hàng nào? Thì hôm nay tất cả các thương hiệu rất là nổi tiếng thế giới đều về đây đầy đủ, thì các thương hiệu đều đem về những sản phẩm rất là ấn tượng. Nhưng mà Hùng ấn tượng nhất là sản phẩm của Macintosh, là một cái sản phẩm audio file rất là cao cấp, đem về đầy đủ những cái sản phẩm như là những cái head arm hoặc là những cái đắc đỉnh cao của hãng Macintosh, và điều đặc biệt là cái tai nghe của Focal và làm bằng vàng với là kim cương, trị giá cả mấy tỷ đó, rất là ấn tượng. Đó là mình chỉ tham quan chứ chưa được nghe thử, như tai nghe đắt tiền quá. Nhưng mà những cái sản phẩm khác của Focal như là tai nghe Focal Stylia đó, Hùng nghe rất là hay. Và những cái sản phẩm của Focal cho Hùng một ấn tượng là âm thanh rất là mộc mạc và gần gũi với là cái chất âm mà audio file mình ưa thích. Bây giờ nếu mà nói về thích nhất thì chắc là anh không có phải là thích nhất, bởi vì thực ra nó cái cảm nhận đầu tiên của anh đó là choáng, bởi vì nó có quá nhiều để mà trải nghiệm. Thì vậy, nếu mà không thích nhất thì ấn tượng nhất đi anh. Nếu mà ấn tượng nhất hả? Nếu mà ấn tượng nhất thì anh nghĩ là anh sẽ thích cái gian hàng mà của JBL, bởi vì JBL thì nó rất là đa dạng, từ cái mà tai nghe cho đến cái những cái loa di động mà có thể đi chơi, hoặc là tất cả những cái rồi những cái loa mà cao cấp để mà có thể giống như một cái trang trí ở trong nhà. Mình thích nhất là gian hàng của Harman Kardon của bên Phúc Giang, bởi vì ở đây có trưng bày một sản phẩm mà chưa được ra mắt thế giới luôn, đó là chiếc Harman Kardon Stereo 6. Đây là một sản phẩm mà có khá là nhiều những điểm thay đổi so với đời cũ là đời số 5. Mình thấy ấn tượng nhất là cái gian hàng của Yamaha với những cái loa sao 3 với giá rất là hợp lý mà cho chất lượng cũng rất là tốt. Vậy thì anh có ý định là sẽ lựa cho mình món đồ nào chưa nhỉ? Anh thì thích những món đồ mà có thể bóc theo mang đi được á. Mobile thì anh đang coi những một số cái tai nghe của Bluetooth đang có công nghệ True Wireless á. Trong các gian hàng đây thì mình thấy AKG trưng bày rất nhiều sản phẩm mới, cũng như là có các sản phẩm mới khác, như là bên Homeman có những tai nghe hình dung rất là mới như kiểu là hình tai thỏ. Vậy chị có lựa được cho mình món đồ nào không nhỉ? Mình có chọn một cái tai nghe hình tai thỏ rồi. Các bạn mến, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau lắng nghe những chia sẻ của các chuyên gia công nghệ về Headfire Show 2019 năm nay, trong ngày đầu tiên của Headfire Show. Và các bạn đừng quên là chúng ta vẫn còn buổi trải nghiệm vào ngày mai, ngày 30 tháng 6 tại trung tâm hội nghị 272 Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.